Theo nhiều hộ chăn nuôi của tổ hợp tác chăn nuôi bò thịt ở xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, do thị trường tiêu thụ chậm, giá bò hơi giảm hơn 10.000 đồng một ký so với đầu năm. Cụ thể, bò đạt trọng lượng từ 400 kg trở lên giá bán chỉ dao động 70 đến 71.000 đồng một ký hơi. Bò dưới trọng lượng bò gầy giá khoảng 60 đến 63.000 đồng một ký hơi. Giá bê từ 50 đến 55.000 đồng một ký hơi, thấp nhất trong khoảng 20 năm trở lại đây. Đối với các hộ nuôi bò vỗ béo, nếu chủ động được nguồn thức ăn tự nhiên thì may mắn huề vốn. Riêng đối với những hộ chăn nuôi bò sinh sản nằm chắc ở phần lỗ, do giá bán rẻ, giá thức ăn tăng cao, thời gian chăn nuôi dài. Không chỉ giá cả xuống thấp, hiện nay đầu ra cũng rất chậm, trước kia có hộ xuất bán là từ 50 đến 100 con, nay chỉ khoảng 5 đến 10 con. Do giá cả xuống thấp, thị trường đầu ra khó khăn nên một số hộ chăn nuôi đành phải giảm quy mô đàn từ 500 con xuống 50 con.